Ngày này đã tới rồi các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu video bằng man o man Các bạn đã thấy được là giá của Bitcoin đó, hôm nay đã giảm xuống tới cái mức là 58.400 đô các bạn Trước khi mà chúng ta thấy có cái sự hồi phục cho lại 2.000 đô, chúng ta bây giờ ở mức là 60.400 đô Thì vẫn thấp hơn so với là ngày hôm qua các bạn, hôm nay là một ngày mà chúng ta thấy Bitcoin là một màu đỏ Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là hôm nay có thông tin gì, những gì các bạn cần nên biết chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi hiện bây giờ đó là khoảng chừng 6 giờ chiều tại Cali ngày thứ hai đầu tuần các bạn ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi và cái biểu đồ nhìn rất là đẹp mắt các bạn nhìn giống như là cái logo cái nón McDonald của Thuận thì chắc là để nhắc nhở sau khi làm video thì sẽ phải đi làm k hai các bạn <laughs> Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi thì các bạn đã thấy được là giá của BTC đó hôm nay đã giảm 4.1% so với ngày hôm qua con số cũng không có nhỏ đâu các bạn và có khả năng thủ nói là có khả năng mà thôi chúng ta đã rời khỏi cái dùng đi ngang trong vòng từ tháng 3 tới bây giờ các bạn và hôm nay đã tuy là giá giảm thì một số bạn không được vui tại vì kỳ vọng là giá sẽ tăng sau khi mà đi ngang một thời gian nhưng mà tùy theo vị thế của các bạn cũng sẽ có những bạn cảm thấy vui tại vì chờ đợi để mà mua với cái mức giá tốt hơn thì chu sau đi nữa đó các bạn thấy được là hôm nay giá giảm nhưng mà chúng ta cũng thấy là thị trường sôi động hơn hẳn so với lại mấy tuần qua các bạn khi mà giá không có di chuyển nhiều thì chúng ta vẫn chưa có biết rõ là bây giờ ra chúng ta đã thực sự qua khỏi cái thời điểm đi ngang đó hay là chưa tại vì nếu như mà chúng ta thấy được là giá là hồi phục trở lại cái mức là khoảng 62 63 ngàn rồi chúng ta lại tiếp tục ở trong cái vùng đó một thời gian nữa đó thì điều đó cũng hoàn toàn là có thể trước khi mà chúng ta nói tới những cái thông tin lớn ngày hôm nay tại vì thường thấy là cái tin tức lớn nhất mọi người đều nói đó chính là liên quan tới Mao lại sắp sửa lựa trả tiền cho những nạn nhân các bạn thì năm nào chúng ta cũng nghe nói cái thông tin đó thì có phải đó là lý do tại sao hay là không thì cũng không hẳn đâu các bạn tại vì các bạn nên biết là cái thông tin là Mao sắp sửa trả tiền mà thôi chứ còn chúng ta không có phải là có thông tin Mao đã bán nhưng mà trước khi mà chúng ta nói tới những cái thông tin đó thì chúng ta hãy cùng nhau xem coi là tình hình thị trường ngày hôm nay ra sao các bạn về mặt giá cả. Thì các bạn cũng đã biết là giá Bitcoin giảm 4.1%. Nhưng mà trên trang bản này chúng ta thấy được là đương nhiên chúng ta cũng có những cái altcoin giảm theo Bitcoin. Vốn hóa hôm nay giảm 2.8%. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là không phải altcoin nào cũng giảm ngày hôm nay đâu. Trên trang bản chúng ta nhìn thấy được là altcoin ngày hôm nay tính theo đô la đó thì có xanh có đỏ chứ không phải là cùng nhau giảm với lại BTC và nếu như mà chúng ta chuyển qua cái cột là tính theo giá trị của Bitcoin hôm nay thì phần lớn Ocoin hôm nay đó các bạn nhìn thấy là một màu xanh có nghĩa là hôm nay đó phần lớn như Ocoin có giảm đi nữa cũng không giảm bằng Bitcoin và thậm chí vẫn có những Ocoin tăng trưởng ngày hôm nay cho nên hôm nay đó những gì xảy ra nó chỉ ảnh hưởng trực tiếp chủ yếu là đối với giá của Bitcoin mà thôi các bạn. Và đối với lại cái sự điều chỉnh này đó thì trên màn hình các bạn nhìn thấy được đây là lịch sử của những cái phần trăm điều chỉnh trong những cái đợt bull run khi chúng ta nhìn lên lịch sử đó thì các bạn có thể thấy là mỗi một lần mà chúng ta có sự tăng trưởng đó thì trong những đợt tăng trưởng đó chúng ta đều có những cái đợt điều chỉnh rồi mới tiếp tục tăng chứ không phải là cứ tăng liên tục hoài các bạn những cái thời điểm như chúng ta đã chứng kiến à, từ năm ngoái đến tháng 9 cho đến à, thời điểm là khoảng chừng tháng 3 năm nay đó là một cái thời điểm ngoại lệ mà thôi các bạn chứ chúng ta không có những cái thời điểm mà xanh liên tục nhiều tháng gì đâu thường nó chúng ta thấy được là sẽ có hai tháng xanh tháng đỏ trong những cái đợt tăng trưởng các bạn chứ không phải là xanh liên tục thì các bạn nhìn thấy được trên màn hình á cái đường mà màu trắng này đại diện cho giá của btc từ trước tới bây giờ các bạn và những cái màu này đại diện cho là cái phần trăm tăng trưởng và đương nhiên khi mà các bạn nhìn vào giá của btc đó nếu như bạn zoom ra chúng ta chuyển qua đến ngày đi cho các bạn dễ thấy. khi chúng ta zoom ra đó thì các bạn thấy được là nhìn vào những đợt như là năm 2017 đó. Ở đây nè các bạn thì khi các bạn nhìn như vậy các bạn cảm thấy được là wow năm 2017 nó không có phải là dao động như là bây giờ. Thì uh, lúc đó đầu tư Bitcoin dễ quá các bạn cứ tăng trưởng liên tục nhưng mà không phải đâu khi các bạn zoom vào các bạn mới thực sự thấy được là mùa tăng trưởng nào chúng ta cũng có rất là nhiều những cái đợt điều chỉnh và nó còn sâu hơn bây giờ rất là nhiều các bạn chúng ta nhìn thấy được là những đợt điều chỉnh lớn của năm 2017 đó như là cái đợt này các bạn hồi tháng 11 đó chúng ta nhìn thấy có sự điều chỉnh lên tới cái mức là 32% thì tính so với lại những cái chu kỳ trước đây đó thì các bạn nhìn thấy là cái đợt Tăng trưởng này chủ yếu chúng ta cũng có những cái sự điều chỉnh nhưng mà nó đâu đó khoảng chừng là 19-20% mà thôi các bạn. Nó nằm ở cái mức này. Chúng ta chỉ có vài đợt điều chỉnh hơn 10% mà thôi trong khi những cái đợt tăng trưởng trước đó. Giống như năm 2020-2021 đó chúng ta có nhiều cái đợt giảm giá nó sâu hơn rất nhiều các bạn trước khi chúng ta tiếp tục có sự tăng trưởng. Và đợt trước đó cũng vậy các bạn năm 2016 17 Năm nay đó chúng ta đều là cái sự dao động cho dù có giảm hay nữa cũng không phải là giảm nhiều như là những cái chu kỳ trước cho nên đối với những bạn nào mà mới tham gia đó, trong vòng mấy tháng qua thì nó cũng hiểu tại sao các bạn lo lắng nhưng mà đối với những bạn mà đã tham gia nhiều chu kỳ rồi thì các bạn thấy là cái phần trăm này nó cũng không có phải là đáng kể gì và hiện bây giờ đã giá bitcoin đã giảm từ cái đỉnh là bao nhiêu phần trăm các bạn thấy được chúng ta đã có cái đỉnh cách đây khoảng chừng là hai tháng đó thì uh, lúc đó là giá bitcoin là khoảng 73.800 đô thì nếu như mà chúng ta tính theo cái mức hiện bây giờ đó thì từ cái đỉnh giảm xuống bây giờ đó là cái phần trăm bao nhiêu thì uh, để thông cho các bạn Thấy được là chúng ta cái phần trăm giảm kỳ này đó có tương tự như là những gì chúng ta đã chứng kiến từ năm tới bây giờ hay là không? Thì cô trả lời là đúng rồi các bạn. Tính tới cái mức hiện bây giờ đó thì từ cái đỉnh các bạn, cái đỉnh là 73.800 đô hồi tháng 3 ra nằm ngay đây tính tới cái mức giá hiện tại đó là giảm đâu đó khoảng chừng là 18% nếu như chúng ta tính tới cái mức thấp ngày hôm nay đó thì giảm đâu đó là khoảng 20% các bạn cái phần trăm giảm 20% này thì cũng coi như là nó phù hợp với lại những cái đợt điều chỉnh từ đầu năm tới bây giờ các bạn những đợt điều chỉnh đó thì cũng đâu đó xuống tới mức là khoảng chừng 20% mà thôi từ đầu năm tới bây giờ chúng ta cũng đã thấy là ít nhất là hai ba đợt điều chỉnh tương tự như là thế này rồi các bạn thì đương nhiên chúng ta không thể nào biết được có tiếp tục điều chỉnh hay là không và cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn là chủ yếu là để zoom ra để các bạn thấy được là hiện bây giờ là tình hình nó như thế nào mà thôi và chúng ta nhìn thấy được là cái phần trăm giảm này đó là tính tới bây giờ trong tháng 6 thì chúng ta đang chứng kiến Bitcoin đang có cái phần trăm giảm là gần 11% các bạn chúng ta nhìn thấy được là chúng ta có một cái sự tăng trưởng liên tục 7 tháng từ tháng 9 năm ngoái tới tháng 3 năm nay chúng ta có tháng 4 giảm 14.76% tháng 5 nó lại tăng ngược trở lại là 11 và tháng 6 này đó thì đang trên con đường giảm tính tới bây giờ là gần 11% thì chúng ta thấy được là cái phần trăm giảm hiện bây giờ trong tháng 6 đó thì có thể các bạn cảm thấy được là giảm quá sâu nhưng mà trên căn bản hồi tháng 4 đó chúng ta đã thấy một cái đợt giảm lên tới gần 15% rồi lúc đó đó trong vòng một tháng chúng ta có phần trăm giảm nhiều hơn là bây giờ đó là về tình hình chung về Giá cả các bạn, chúng ta bây giờ hãy nói tới tin tức đi Thì cái tin tức lớn mà nhiều người nói tới ngày hôm nay Đó chính là liên quan tới sàn Malgox thì sàn Mogox họ đã nói là họ sẽ bắt đầu hoàn trả Bitcoin và Bitcoin Cash cho những nạn nhân bắt đầu là từ tháng 7 của năm nay các bạn nghĩa là còn khoảng chừng là một tuần nữa họ sẽ bắt đầu trả nhưng mà chi tiết đó thì cũng không có nhiều đâu các bạn theo thông báo mà họ chia sẻ ngày 24 tháng 6 đơn vị ủy thác của Mogox sẽ tiến hành hoàn trả sau khi mà xác nhận thông tin với các sàn giao dịch hơn 9.4 tỷ USD giá trị Bitcoin sẽ được trả cho khoảng 127.000 chủ nợ chờ đợi trong vòng 10 năm rồi các bạn. Tuy nhiên, việc hoàn trả này đó có thể vẫn bị trì hoãn không gì chắc chắn hết các bạn. Và thật sự thì chúng ta theo dõi sự kiện New Water trong vòng 7 năm qua ra từ khi mà kênh này có thì hầu như năm nào chúng ta cũng nói tới việc là Mao sắp chưa trả tiền Hy vọng được này là thật các bạn, đi thường chia sẻ thêm để các bạn hiểu Thì uh, chúng ta cũng đã nói nhiều về Mao Gox trong vòng mấy năm qua rồi và cái thông tin được chia sẻ đó là một cái lá thư rất là ngắn cho mình nhìn thấy được là cái lá thư này thì không tới nửa trang nữa các bạn và cũng chỉ nói sơ bộ là sẽ bắt đầu trả từ tháng 7 năm 2024. Thì lý do tại sao họ nói như vậy? Tại vì uh, chúng ta cũng đã biết là kế hoạch đó uh, họ sẽ chia ra để mà trả theo từng đợt chứ không phải là trả hết một lần. Cho nên uh, trong đã thư họ mới nói là bắt đầu từ tháng 7 chứ không phải là để cái ngày nào đó mà họ trả hết cho tất cả những nạn nhân. Nó không giống như là những cái sự kiện như là sales uh, block file các bạn không có một ngày nào ổn định hết họ chỉ bắt đầu trả từ tháng 7 mà thôi và thật ra trước đây đó năm ngoái họ cũng đã bắt đầu trả một số người rồi nhưng mà cái số đó là một phần nhỏ mà thôi và họ sẽ tiếp tục trả cho những cái nạn nhân còn lại theo từng đợt và Thuận đã từng viết nhiều bài chi tiết liên quan tới Mao Gox. Hôm nay thường cũng đã chia sẻ lại cho những mạng xã hội. Nhưng mà nào muốn hiểu thêm về Mao Gox thì có thể đọc để hiểu hơn. Nhưng mà hiểu đơn giản đó là chúng ta thấy được là sàn Mao Gox này đã phá sản từ năm 2014 các bạn. Đã 10 năm rồi. Đến bây giờ những nạn nhân đã phần lớn mới đang chờ để mà nhận lại số tiền của họ. Và cái lý do tại sao mà họ bị phá sản đó là tại vì họ đã gặp một cái sự cố rất lớn các bạn. Họ đã bị hack mất đi là 850.000 bịch khôi. Trong đó đó 7 150 000 Bitcoin là của khách hàng và khoảng 100.000 Bitcoin là của chính sàn Mao Góc các bạn. Đây là cái vụ hát lớn nhất trong lịch sử. Lúc đó đương nhiên giá Bitcoin đã thấp hơn bây giờ rồi các bạn. Lúc đó đó cái vụ hát này đã đáng giá khoảng chừng là 473 triệu đô la mà thôi. Bây giờ các bạn thấy là những cái câu nói của hệ thống DeFi đã bị hát cũng nhiều hơn con số này rồi Nhưng mà lúc đó đó là một con số rất là lớn cho thị trường crypto các bạn Và đương nhiên bây giờ chúng ta lấy con số 850.000 Bitcoin này Nhưng cho cái giá hiện tại thì con số rất là kinh khủng các bạn Thì chúng ta cũng đã thấy được là sau khi mà họ đã tính toán là tất cả đó Thì họ còn khoảng chừng là 200.000 Bitcoin và 200.000 Bitcoin này đó thì trong vòng 10 năm qua một phần là họ dùng cho cái chi phí liên quan đến cái vụ hát này các bạn phải trả tiền cho luật sư vân vân à, một phần còn lại đó họ sẽ dành để mà trả cho những nạn nhân nhưng mà không biết tại sao mà đến bây giờ vẫn chưa có giả các bạn năm nào chúng ta cũng nghe nói tới là tòa án sắp sửa à, cho phép Margot trả rồi đến bây giờ là chúng ta mới nghe cái thông tin là bắt đầu tháng 7 này họ sẽ bắt đầu trả và chúng ta cũng đã thấy được đó, khi mà họ trả đó, thì họ nói họ sẽ trả theo đợt và cũng đã trả một số đợt trước đây rồi thì những ai mà muốn lấy tiền mặt ra thì sàn Maogox cái công ty mà chịu trách nhiệm trả tiền đó thì họ sẽ bán cái số lượng Bitcoin và Bitcoin Cash tại vì năm 2017 đó đã có cái đợt hard fork thì chúng ta sẽ có Bitcoin và cả Bitcoin Cash thì họ sẽ bán cái số lượng đó trên sàn OTC rồi trả tiền cho những cái nạn nhân, có nghĩa là không phải là bán ở trên sàn Spot. Đã có một lần đó họ bán trên sàn Spot tôi nhớ đó là năm 2021. Rồi à, mọi người đều la làng các bạn nói là tại sao lại bán trên sàn Spot rồi sau đó họ đã hứa là sẽ không bán trên sàn Spot nữa mà sẽ bán thông qua sàn OTC để tránh làm ảnh hưởng đến giá thì những ai muốn tiền mặt đó, họ sẽ bán trên sàn OTC à, để đưa tiền mặt cho họ những ai muốn lấy Bitcoin và Bitcoin Cash đó, thì họ sẽ trả theo từng đợt và những cái chi tiết đó thì à, tôi nghĩ chỉ có những người trong cuộc mới biết mà thôi các bạn chứ còn những thông tin chúng ta nhận được đó chỉ là chung chung như vậy mà thôi nhưng mà hy vọng đó lần này là thì các bạn tại vì cái vụ này đó nó cứ đeo bám thị trường bao nhiêu năm nay rồi và các bạn thấy là thuận đã từng chia sẻ là cho dù các bạn quan tâm đi nữa thì các bạn cũng không có nên lo lắng các bạn tại vì đây là điều sẽ xảy ra cho dù các bạn thích hay là không thích nhưng mà sự kiện này sẽ diễn ra một lần mà thôi nếu như mà họ trả đó thì chúng ta không cần phải lo lắng sau này nữa chứ nếu như mà họ không trả đó thì mỗi lần mà họ nói là họ chuẩn bị trả thị trường lại bị ảnh hưởng như thế này các bạn nhưng mà điều quan trọng các bạn nên hiểu là những gì mà xảy ra ngày hôm nay nếu như các bạn nghĩ là mao góc ảnh hưởng đến giá hôm nay đó thì chủ yếu là cái sự lo sợ về mao góc trả số lượng tiền này là mình thường nói giá cả Tại vì tới bây giờ đã Malgox vẫn chưa có trả tiền mà các bạn Cho nên không phải là Malgox bán ngày hôm nay đâu Mà cái thông tin này lại khiến cho nhiều người lo lắng Thường nghĩ đó là một phần mà thôi các bạn Và hiện bây giờ đó chúng ta còn một số thông tin khác nữa Tôi nghĩ là nó cũng có liên quan đến tại sao mà giá lại có cái sự giảm ngày hôm nay Và cũng có thể giải thích được có cái lực bán gần đây đến từ đâu chúng ta đều nghe cái lực bán đến từ những cái công ty đào các bạn thì cũng có thể nhưng mà chúng ta lại nhận thêm một thông tin nữa và có thể nó có cái sự ảnh hưởng và nó có thể giải thích được là cái lực bán gần đây đến từ đâu chúng ta sẽ nói thêm nữa nhưng mà các bạn thấy là tin tức đó thì nhà nào cũng có hết cái mà thuận hy vọng chia sẻ với các bạn hàng ngày là những cái thông tin để các bạn nắm bắt được và quan trọng hơn đó là những thông tin này nó có ý nghĩa như thế nào dài hạn tại vì các bạn thấy là thông tin thì ngày nào cũng có hôm nay đó không có người này bán thì người kia cũng sẽ bán thị trường mà các bạn và lúc nào cũng sẽ có người bán lúc nào cũng sẽ có người mua và lúc nào đó cũng sẽ có lý do tại sao giá tăng và lý do tại sao giá giảm nhưng mà cái câu hỏi mà các bạn nên đặt ra cho bản thân của mình mỗi lần mà các bạn đọc cái tin tức đó thì các bạn phải nghĩ là cái này nó có ảnh hưởng đến cái lòng tin của chúng ta về Bitcoin dài hạn hay là không Cái này nó có ảnh hưởng đến cái sự tiến triển và cái nền tảng của Bitcoin lâu dài hay là không Và nếu như câu trả lời là không và bạn có một cái chiến lược đầu tư dài hạn Thì nó cũng không có ảnh hưởng đến chiến lược dài hạn của bạn đâu Cũng giống như là thuận đầu tư vào Bitcoin đi Thì không phải là dựa vào cái yếu tố là Fed giảm năng suất năm nay hay là năm sau các bạn Những cái đó đương nhiên là có cái sự ảnh hưởng ngắn hạn đối với thị trường nhưng mà về dài hạn đó thì những cái đó không phải là yếu tố đâu các bạn. Đó là những gì mà thường hy vọng, à, thuần truyền tải được. Được trong những video hàng ngày với các bạn và các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình. Trước khi mà chúng ta nói tới những yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cả ngày hôm nay đó thì chúng ta hãy nhìn vào một cuộc bỏ phiếu đi. thì các bạn thấy được là với tình trạng ngày hôm nay thì câu hỏi đó ở trên những mạng xã hội mà thường đặt ra cũng đơn giản thôi. bạn đang làm gì và bạn đang DCA mua thêm hay là bạn đang ho đồ chờ mức thấp hơn hay là bạn đã bán hay là em chỉ cần một quả thận <laughs> đương nhiên mỗi lần mà bỏ phiếu đó thường thường hay để một cái câu vui nhộn như thế này không phải là chỉ để vui nhộn nữa các bạn để cho những người nào mà không muốn bỏ phiếu nhưng mà muốn thấy kết quả đó thì có thể bấm vào để xem kết quả chứ nếu không đó thì các bạn phải bắt buộc lựa chọn một trong ba mà nếu như mà các bạn không muốn bỏ phiếu đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả của cuộc bỏ phiếu thì chúng ta nhìn thấy được là cho dù thuần hỏi ở trên Twitter, ở trên Telegram hay là ở trên YouTube, thì kết quả ra cũng giống nhau các bạn. Phần lớn các bạn nói là hiện bây giờ đang DCA mua thêm ở trên uh, Telegram đó, thì các bạn nhìn thấy được là có 38% và đã có 2.648 bạn bỏ phiếu ở trên Twitter đó thì có 1.750 bạn bỏ phiếu và cái phần trăm thì cũng cỡ đó các bạn 36% và đương nhiên ở trên YouTube cũng tương tự các bạn cái phần trăm là 43% là bây giờ đang DCA mua thêm cái phần lớn thứ nhì đó là khoảng 22% là ho đồ chờ mức thấp hơn. Đó là kết quả của cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay các bạn. Thì các bạn đang làm gì như bài nào mà chưa bỏ phiếu đó thì hãy bỏ phiếu hay là comment bên dưới. Các bạn đang làm gì, đang chờ để mua thêm, đã bán rồi hay là các bạn đang DCA mua thêm ở cái mức giá hiện tại. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin đã bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Nicodox. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Đây là một chuẩn mực mới trong giao dịch tiền điện tử trên thiết bị di động, đăng nhập trên điện thoại bằng Passkey, tạo một tài khoản trong vài giây với cùng mức độ bảo mật được sử dụng để bảo vệ điện thoại của bạn. Mật mã của bạn được sao lưu an toàn bằng iCloud hoặc là Google One và bạn hoàn toàn có thể kiểm soát tiền. Không cần ứng dụng ví, loại bỏ những rắc rối khi mà cài đặt và quản lý ví tiền điện tử. Với Nikodex, không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng để xác nhận giao dịch, chỉ cần giao dịch và xác nhận ngay lập tức bằng một cú chạm nhanh. Các bạn đã bao giờ nghĩ đến việc giao dịch với lợi nhuận thực sự mà không cần vốn hay là không? Thì tham gia cuộc thi giao dịch miễn phí của họ để các bạn có thể nhận được airdrop. NicoDox mời bạn dùng thử sản phẩm của họ qua các chương trình giao dịch demo nhận airdrop. Sản phẩm của NicoDox mang lại cảm giác giống như là các sàn giao dịch tập trung nhưng vẫn là DeFi không cần KYC hay là ví giám sát. Không cần phải lo lắng với những thứ DeFi phức tạp như là kết nối ví mỗi lúc mà các bạn giao dịch. Tham gia ngay hôm nay để mà trải nghiệm sự khác biệt. Giao dịch giấy là dừng thực sự. Tham gia cuộc thi giao dịch miễn phí để kiếm airdrop. Nhưng mà nào mà quan tâm đó, thì cái link truy cập và những thông tin liên quan tôi sẽ để ở phần mô tả của video này. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Nicodox. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin đã bật trong video này. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin kế tiếp thì thường cảm thấy là cái thông tin này hiện bây giờ chúng ta vẫn chưa có rõ ràng. Nhưng mà thường nghĩ cái sức ảnh hưởng nó cũng không nhỏ đâu. Các bạn cũng nên nhớ đó là tuần trước thường đã chia sẻ là CFTC các bạn. Đây là cái quỹ ban giao dịch hàng hóa tương lai ở Hoa Kỳ và có một cái thông tin từ đồ blog là CFTC ở Hoa Kỳ đang điều tra công ty Chum Crypto các bạn đây là một bộ phận của Chum Trading và như bạn có thể biết tới Chum Trading đó là cái market maker các bạn nhà tạo lập thị trường rất là lớn trong thị trường crypto này và các bạn thấy được là Chum Crypto đó là một trong những cái đơn vị mà đầu tư rất nhiều vào những cái dự án lớn các bạn thấy được là họ cũng là cái người phát triển Fire Dancer của Solana đây là một cái phần mềm validator client các bạn có nghĩa là cái phần mềm mà cho các bạn có thể sử dụng để mà làm validator thì các bạn thấy được là họ có liên quan rất nhiều tới rất nhiều dự án trong cái thị trường này mà chúng ta nhìn thấy được là chủ tịch của Trump Crypto đó là Kanab Kariya đã từ chức ngày hôm nay các bạn sau 6 năm tại Trump Trading. Người này cũng rất là trẻ các bạn, thôi cũng mới biết đó là người này bắt đầu với Trump Crypto từ tuổi 25 và đã trở thành chủ tịch chưa đến 30 tuổi nữa các bạn đã trở thành chủ tịch của Chum Crypto rồi thì bây giờ đó chúng ta chưa rõ tại sao từ chức có thể là người này bây giờ không có còn quan tâm nhiều đến Chum Crypto nữa muốn từ khởi nghiệp hay là muốn đi làm một công ty khác hay là tại vì cái áp lực đến từ cái cuộc điều tra của CFTC và họ đang điều tra gì đó thì chúng ta vẫn chưa có rõ chỉ nói là CFTC đang điều tra một số giao dịch của Chum Crypto mà thôi và đương nhiên họ là quỹ ban giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ không phải là SEC các bạn không có phải là không đăng ký hay là cái này liên quan đến chứng khoán gì hết đâu có một cái lý do khác mà họ đang điều tra trong crypto dựa theo đọc blog hoặc là Canap Carilla đã phải tư chức tại vì các bạn thấy được là công ty Chum Crypto đó cũng đã gặp một số những rắc rối. Giống như năm 2022 đó thì các bạn thấy được là họ là công ty đứng sau wormhole các bạn, đây là một cái bridge. Thì các bạn nhìn thấy được là cái bridge này đã bị tấn công và đã bị lấy mất đi 320 triệu đô la các bạn, khoảng 120.000 Ethereum. Thêm vào đó đó thì uh, Chum Crypto cũng là công ty đầu tư rất nhiều vào uh, Luna UST các bạn. Thì tính tới cái lúc mà đỉnh điểm đó, họ đang có lời là 1 tỷ đô la nhưng mà thường không có biết là người này đó đã chốt lời hay là chưa. Đây là Canap Korea các bạn. Uh, không biết là đã chốt lời hay là chưa hay là không chốt lời dẫn đến công ty đó đã không có lợi nhuận gì đến từ Luna UST. Hoặc là cái sự điều tra này liên quan đến cái sự quan hệ giữa Chum Crypto và Terraform Labs, công ty đứng sau lưng lưu nào và UST. Chúng ta không biết rõ hiện tại và nếu như mà công ty này gặp vấn đề đó thì họ cũng lưu trữ rất là nhiều crypto các bạn, không biết bao nhiêu nhưng mà cũng có khả năng đây là một cái phỏng đoán trên thị trường mà thôi. Nếu như mà thật sự họ gặp vấn đề gì đó liên quan đến pháp lý và họ chuẩn bị đóng cửa thì có khả năng là họ là đơn vị mà bán crypto gần đây. Chúng ta chỉ biết bao nhiêu đó mà thôi các bạn. Chúng ta phải chờ ra thông tin. Đến bây giờ đó thì CFTC vẫn chưa có lên tiếng nói gì hết. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có một số những động thái nó chưa có rõ ràng hiện bây giờ khi nào mà biết thêm thông tin thì sẽ chia sẻ với các bạn và đương nhiên cái đơn vị mà bán gần đây mà nhiều người nói đến đó chính là những cái công ty đào thì dựa theo thống kê đó cái số lượng bitcoin được lưu trữ bởi những cái công ty đào đó đã giảm xuống rồi các bạn họ đã bán 30.000 bitcoin và đây là một trong những cái thời điểm họ bán nhiều nhất các bạn và cái số lượng bitcoin họ lưu trữ đó đã ở mức thấp nhất trong vòng 14 năm qua rồi và 30.000 bịch khôi này họ bán chỉ trong tháng 6 này mà thôi các bạn. Đây là con số đương nhiên là không hề nhỏ rồi, nó ước tính là khoảng 2 tỷ đô la các bạn và chúng ta nhìn thấy được là một đơn vị khác nữa gần đây đã cũng là bán đó chính là những cái quỹ Bitcoin Smart ETF các bạn hơn một tuần qua đó thì cái số lượng mà họ bán thì cũng cỡ đó thì đây là những cái áp lực bán trên thị trường khi nào những cái công ty nào mới ngưng bán thì những công ty đào nào mà không chịu nổi nữa họ phá sản họ bán hết Bitcoin rồi thì thôi các bạn họ cũng sẽ không còn Bitcoin để bán nữa những cái công ty đào còn lại đó họ sẽ bán cái khi nào mà họ có đủ tiền để có thể tiếp tục hoạt động và chờ Bitcoin tăng giá trở lại đó là những cái thông tin lớn ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta còn nhiều những thông tin khác nữa và ngoại trừ việc là giá không như mong muốn ngày hôm nay đó chúng ta chủ yếu nói tới bitcoin mà thôi chứ còn về altcoin nhiều altcoin hôm nay đó cũng giống như hôm qua hay là còn tốt hơn nữa nhưng mà bitcoin đó là đồng mà xuống nhiều ngày hôm nay khiến cho nhiều bạn lo lắng nhưng mà về tin tức đó, thì các bạn thấy được là ngoại trừ những tin tức mới đây ra chúng ta cũng tiếp tục có những tin tức rất là lạc quan có cái sức ảnh hưởng dài hạn Chúng ta bây giờ hãy nói tới tình hình của Bitcoin Spot ETF trước đi. Thì các bạn nhìn thấy được là tới bây giờ đó chúng ta chỉ đang chờ đợi BlackRock mà thôi. Và các bạn có thể nhìn thấy được là hôm nay đó chúng ta có dòng tiền rời khỏi là 174 triệu tính tới bây giờ. Chúng ta tiếp tục thấy là dòng tiền rời khỏi đến từ Rayscale các bạn hôm nay 90 triệu, từ Rayscale con số lớn nhất. Chúng ta vẫn tiếp tục thấy những công ty như là Fidelity cũng có dòng tiền rời khỏi là 35 triệu ngày hôm nay. Và hầu hết đó, tất cả đều là màu đỏ các bạn một trong những công ty mà tới bây giờ đã vẫn chưa có động thái bán đó chính là BlackRock các bạn thì cho đến bây giờ họ chỉ có một ngày có dòng tiền âm mà thôi hôm nay là sao chúng ta phải chờ một lát nữa mới biết được nhưng mà đối với lại cái giá ngày hôm nay đó thì khi mà thùng refresh lại các bạn thấy được là cái phần trăm bịch không có lời đó cuối cùng cũng đã xuống dưới 80% rồi các bạn. Thuận đã từng nói với các bạn là thuận thích con số này dưới 80% hơn. Thì các bạn nhìn thấy được là bây giờ mức là 77.96% và ở cái mức 77.96% có lời này dựa theo Classno đó. Đương nhiên đây là cái tài liệu on chain mà thôi nghĩa là chỉ tính Bitcoin ra vào ví mà thôi thì chúng ta nhìn thấy được là cái mức này đó là nó tương đương với lúc mà giá Bitcoin vào tháng 1 của năm nay các bạn, lúc đó giá chỉ có 40.000 đô mà thôi. Rất là dễ dàng để chúng ta quên đi chúng ta bắt đầu năm nay đó mức giá chỉ mới đầu đó là 40.000 bây giờ đã là 60.000 rồi tôi nghĩ là đã tăng 50 phần trăm rồi các bạn đương nhiên đã có lúc tăng nhiều hơn và cái phần trăm bị câu có lời đó thì bây giờ là tương đương với cái mức giá chỉ có 40.000 đô mà thôi các bạn đương nhiên đó, thuận không thể khuyên ai làm gì hết trên channel này thuận chỉ có thể cung cấp thông tin mà thôi để các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình tại vì mỗi người đó, đều có mọi vị thế thời gian và cái nhu cầu đầu tư khác nhau các bạn đối với thuận đó thì các bạn đã nhớ thuận chia sẻ cái tay khoảng hơn một tuần đó thì thuận đã chia sẻ thuận đã bắt đầu tích lũy lại cái hơn một tuần rồi đương nhiên giá cũng đã xuống từ cái điểm đó Nhưng mà Thuận thì tích lũy dài hạn các bạn Thuận cũng muốn có sự rõ ràng trên channel này Cho nên thường mỗi hai tuần nên Thuận chia sẻ Thuận đang lưu trữ bao nhiêu phần trăm những đồng nào Và hiện bây giờ đó thì cái số lượng crypto chiếm bao nhiêu phần trăm của tổng tài sản của Thuận Và hiện bây giờ Thuận đang làm gì các bạn Để có một cái sự rõ ràng khi mà DCA vào Thuận cũng nói Hay là DC ra Thuận cũng nói Hay là không làm gì hết thì Thuận cũng nói các bạn Lý do tại sao là tại vì uh, các bạn nghe Thuận chia sẻ thông tin hàng ngày nhưng mà ít ra các bạn cũng biết được Thuận làm gì. Không phải là những lúc mà thị trường sôi động lên các bạn uh, tin tức tốt, giá cả tốt thì uh, Thuận chia sẻ các bạn uh, lại nghĩ là Thuận đang thu mua. Nhưng mà có lúc đó là Thuận đang trung bình giá ra giống như là năm 2021 giống như là ở uh, cái thời điểm là cách tê hơn 2 tháng khi mà Thuận thông báo với các bạn là Thuận chốt lời một phần để mà cân bằng lại cái uh, phần trăm tiền mặt mà Thuận đang có đương nhiên những cái thông báo đó nó chỉ để có cái sự rõ ràng mà thôi và khi mà thuận mua nó cũng không có nghĩa là giá nó sẽ tăng hay là đã tới đáy rồi các bạn khi mà thuận bán thì cũng không có nghĩa là giá nó sẽ không tiếp tục tăng nữa những cái quyết định đó nó chỉ là quyết định cá nhân mà thôi dựa theo nhu cầu của thuận về việc là thuận muốn cân bằng lại danh đầu tư hay là thuận cảm thấy là cần phải tích lũy thêm bitcoin hay là gì đó chứ nó không có mang tính chất lời khuyên đầu tư Thuận muốn các bạn rõ ràng cái phần này Chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái chỉ số mà lâu rồi Thuận không có nói đến đó chính là chỉ số NUPL các bạn Thì chỉ số này đó Thuận cũng theo dõi nhưng mà Thuận cũng cảm thấy nó cũng không có còn nhiều giá trị gì trước đây nữa Nói tóm lại đó trên màn hình các bạn thấy được là chúng ta đang nằm ở trong cái dùng màu xanh lá cây Thì dùng màu xanh lá cây này đó là cái dùng gọi là lòng tin các bạn Thì khi chúng ta nhìn thấy là những cái màu trên màn hình đó, thì nó sẽ đi từ màu hồng là đầu hàng Kế đó đi vào cái dùng màu cam các bạn, cái dùng này nè, màu cam có nghĩa là hy vọng, rồi tới cái dùng màu nâu các bạn, dùng màu nâu là cái dùng này, dùng màu nâu đó có nghĩa là lạc quan, rồi tới cái dùng màu xanh lá cây có nghĩa là chúng ta có lòng tin, và đương nhiên chúng ta đi vào cái dùng màu xanh dương, đó chính là cái dùng gọi là hưng phấn các bạn, và những chu kỳ trước đó, giống như chu kỳ năm 2013 và năm 2017 đó, thì chúng ta vừa vào cái dùng hưng phấn là đó là cái đỉnh các bạn Nhưng mà năm 2021 đó chúng ta đến rất là gần các bạn Đã hai lần liên tục chúng ta đến gần cái mức đó nhưng mà chúng ta không chuyển qua thành màu xanh dương cho nên thùng cũng không có cảm thấy là chỉ số này nó còn có cái hiệu lực như trước đây nữa các bạn tại vì chúng ta không biết là đến cái màu nào đó thì chúng ta nên quan tâm nhưng mà hiện bây giờ đang những cái nào mà quan tâm thì chúng ta đang nằm trong cái màu dùng xanh dương các bạn nhưng mà chúng ta đang từ từ đi xuống và chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển qua thành màu nâu nếu như mà giá tiếp tục điều chỉnh thêm nữa. Còn về những tin tức khác đó, thì các bạn thấy được chúng ta cũng có cái thông tin đến từ Made Planet các bạn Và đây là cái công ty ở Nhật Bản và họ muốn trở thành MicroStrategy của châu Á Và Made Planet thì họ nói họ sẽ phát hành thêm 1 tỷ Yen trái phiếu các bạn Có nghĩa là khoảng chừng là hơn 6 triệu đô la Và họ học y chang theo MicroStrategy các bạn Cái số lượng trái phiếu này đó, cái lãi suất chỉ có 0.5% mà thôi Và cái số tiền thu được từ bán trái phiếu người này giấy nợ của công ty đó sẽ được dùng để mà mua thêm Bitcoin các bạn thì uh, 6 triệu cũng phải là nhiều nhưng mà thôi cũng được Trong những thời điểm như thế này đó thì tấm lòng này hodler xin ghi nhận các bạn Và chúng ta cũng uh, sắp sửa có một cơ hội nghị Bitcoin rất là lớn hàng năm Đó chính là Bitcoin Conference 2024 Và lần này đó cũng như mọi năm các bạn chúng ta có rất nhiều những tên tuổi lớn Những tên tuổi chúng ta cũng đã thấy nhiều lần thì cũng không có gì gọi là quá lạ các bạn Như là katy Wood hay là Michael Saylor Nhưng mà lần này đó chúng ta có Robert F. Kennedy các bạn, đây là một trong những ứng cử viên tổng thống của năm nay, cũng sẽ đến để mà làm diễn giả. Và chúng ta cũng có một trong những diễn viên rất nổi tiếng là Russell Brand các bạn, cũng sẽ đến Bitcoin Conference để mà làm diễn giả. Và chúng ta bên dưới này thì có Vivek Ramaswamy các bạn, đương nhiên đây là một trong những người mà đứng lên để mà tranh cử tổng thống, nhưng mà cuối cùng thì đã lùi một bước các bạn, và có khả năng sẽ được chọn để làm phó tổng thống cùng ra ứng cử với lại Donald Trump nhưng mà chúng ta vẫn chưa có biết được sự thật như thế nào nhưng mà các bạn thấy là Vivek Ramaswamy cũng sẽ đến cái hội nghị này và đương nhiên cả hai thượng nghị sĩ ở Tennessee tại vì uh, lần này đó sẽ được tổ chức tại Nashville Tennessee các bạn thì uh, chúng ta được là cả hai thượng nghị sĩ ở tiểu bang Tennessee là Bill Haggerty và Marshall Blackburn cả hai người đều cũng sẽ đến dự chúng ta nhìn thấy được là những tên tuổi mà đến dự những cái hội nghị Bitcoin đó thì ngày lại càng lớn. Không chỉ là những cái người chức vụ cao ở những công ty hay là CEO của những ngân hàng mà chúng ta bây giờ có rất nhiều người ở trong chính trị tham gia và đương nhiên có rất nhiều người ở trong cái giới showbiz cũng tham gia các bạn và chúng ta cũng có một trong những CEO đó đó chính là CEO của Rumble lần này cũng tham gia cái này là một tên tuổi mới hơn các bạn Thường cũng mới biết CEO của Rumble cũng là mọi người mà ủng hộ Bitcoin Và đương nhiên Rumble là một cái trang web mà nó cũng tương tự như là Youtube các bạn có thể đăng video Thuận nên thì chưa có sử dụng lần nào nhưng mà Thuận cũng biết có nhiều người họ cũng bây giờ stream ở trên Rumble Và chúng ta đã nói tới Russell Brand rồi nhưng mà còn một người nữa các bạn bây giờ vẫn chưa chắc chắn Nhưng mà dựa theo thông tin từ Axios thì công ty mà tổ chức Bitcoin Conference này họ cũng đã liên hệ với lại đội của Donald Trump và đang đàm phán và hy vọng là Trump sẽ đợi đến phát biểu tại hội nghị này các bạn vào tháng sau, vào tháng 7. Đây là một hội nghị rất là lớn. Thì nhiều bạn cũng hỏi Thuận là trong vòng 30 năm qua tại sao lại không muốn thấy Thuận đi dự những cái hội nghị này. Thật ra đi cũng vui các bạn có thể là gặp những người mà có cái tư tưởng giống như mình hay là làm quen thêm mở rộng ra nhưng mà khi các bạn nhìn vào giá đó thì các bạn sẽ hiểu ngay lập tức Giống như là cái hội nghị này đó, chúng ta nhìn thấy được là cái vé thấp nhất là 549 đô và thật ra cái vé này đây các bạn cũng không có thể dự hết được tất cả những cái cuộc trò chuyện giống như là những nhân vật lớn đó thì các bạn cần phải có cái vé ít nhất là 2.399 đô. Nhưng mà nếu như các bạn muốn thật sự là tới đó và ngồi gần để có thể nghe rõ hơn hay là các bạn muốn nhìn rõ hơn đó, thì các bạn cần phải có cái vé là well pass các bạn và cái vé này đó thì sẽ cho các bạn có thể đi dự những cái buổi after hours để các bạn có thể tiếp cận và nói chuyện trực tiếp với những người này thì tới gần 9.000 đô các bạn, 8.999 đô cho một vé. Thì đối với Thuận, đó, Thuận thích Bitcoin hơn là đi dự những hội nghị Bitcoin các bạn. <laughs> Không biết các bạn như thế nào, các bạn hãy comment ở bên dưới. Nói về chính trị đó thì chúng ta cũng thấy là hôm nay tiểu bang Louisiana ở Hoa Kỳ đã thông qua luật cấm sử dụng tiền kỹ thuật số quốc gia CBDC và sẽ có hiệu lực vào tháng 8 của năm nay. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là cho dù là chúng ta có một tiền kỹ thuật số quốc gia CBDC ở Hoa Kỳ thì ở tiểu bang Louisiana cũng sẽ không sử dụng. Và cái này đó nó cũng tương tự như nhiều tiểu bang khác các bạn. Giống như chúng ta nói tới những tiểu bang như là Montana, Arkansas Oklahoma và ngay cả Florida cũng như vậy thì tại vì sao? Tại vì nhiều người Hoa Kỳ đó thì họ tin CBDC là một công cụ để mà giám sát tài chính người dân cho nên họ không muốn thích các bạn. Và chúng ta thấy được là đã có nhiều những cái luật ở những tiểu bang đã cấm CBDC. Lúc này đó gọi là Blockchain Based Act, cấm tiểu bang Louisiana tham gia thử nghiệm và chấp nhận hoặc yêu cầu thanh toán bằng CBDC nhưng mà điều thú vị đó là cái luật này cho phép sử dụng crypto phi tập trung công khai như là bitcoin nghĩa là đây là một cái luật mà rất là chống đối cbdc nhưng mà lại rất ủng hộ crypto các bạn louisiana cũng đang thực thi các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với các công ty đào crypto thuộc sở hữu của chính phủ nước ngoài thì chúng ta cũng đã nghe gần đây đó có một số những công ty đến Hoa Kỳ để mà đào tuy nhiên là Hoa Kỳ chào đón rất nhiều những công ty đào các bạn ở những tiểu bang như là Texas nhưng mà có một số công ty đào đó thì họ nhận ra là chủ sở hữu thật sự là chính phủ nước ngoài cho nên bây giờ đó đã có nhiều cái quy định chặt chẽ hơn. Luật pháp của bang Louisiana cấm các đơn vị này mua lại hoặc là duy trì bất kỳ cổ phần nào trong các hoạt động đào crypto trong tiểu bang Louisiana vì lo sợ họ là những gián điệp chính trị. Thì hiểu đơn giản hơn đó các bạn là một công ty nước ngoài thì vào Hoa Kỳ để mà mở công ty đào thì bình thường. Nhưng mà nếu như mà các bạn là một công ty nước ngoài mà một phần đó là sở hữu bởi chính phủ của quốc gia khác thì sẽ không được chào đón ở Hoa Kỳ. Luật này đã cũng làm rõ vai trò của một no operator. Thân nghĩ cái này nó cũng quan trọng hơn các bạn. Các bạn thấy được là có rất nhiều cái sự hiểu nhầm hay là có rất nhiều những cái quy định nói là những ai mà hoạt động một cái node đó giống như các bạn thấy được những người mà tham gia vào để mà stake những cái hệ thống như là Ethereum, Solana thì họ phải có trách nhiệm để mà thực thi những cái quy định liên quan tới KYC chống rửa tiền. Nhưng mà cái luật này cũng làm rõ là những cái no operator đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì blockchain nhưng mà họ không có quyền thay đổi hoặc là quyết định kết quả của những giao dịch do người dùng khởi tạo. Vì lý do đó họ không phải là thực thể kiểm soát tập trung. Nói chung đây là một luật rất là tốt các bạn cho sự phát triển dài hạn của crypto ở Hoa Kỳ và chúng ta cũng có một cái thông tin cũng khá là thú vị các bạn cái này nó cũng chưa nói là được nhiều nhưng mà các bạn thấy là chính quyền của tổng thống Joe Biden đã mời pro crypto Carol House trở lại làm cố vấn. Đây là Carol House các bạn thì các bạn thấy được là trước đây đã là cố vấn của chính quyền của Biden sau đó rời khỏi để mà làm cho một công ty khác. Bây giờ đã thì Carol House sẽ trở lại để mà làm một chức vụ đó chính là cố vấn đặc biệt về chính sách an ninh mạng và cơ sở hạ tầng quan trọng cho chính quyền của tổng thống Joe Biden các bạn và Kell House là một cố vấn an ninh mạng ủng hộ crypto thì cái sự trở lại của Kell House nhiều người nói là có thể là cái dấu hiệu tiếp tục cho thấy sự thay đổi hướng tới một lập trường chấp nhận và ít đối đầu hơn với thị trường crypto từ chính quyền của Biden Chúng ta không biết các bạn Nhưng mà ít ra đây cũng là một cái thông tin Mà nó có tính chất lạc quan hơn Và có thể là các bạn thấy là nhiều người nổi tiếng đều hướng về Bitcoin Nhưng đừng buồn các bạn Ít ra đã cũng có một diễn viên Đó chính là Martin Lawrence à, Đã pin cái video Cardano Trên tài khoản mình Các bạn đây là một cái video chế Là bản nhạc Cardano Nhưng mà Martin Lawrence cũng là một trong những diễn viên rất nổi tiếng Như bạn biết đến với cái phim Bad Boys Các bạn 1, 2 và 3 Thường thì chỉ xem 1, 2 thôi Vẫn chưa có xem 3 các bạn à, Nhưng mà thường thì thấy là phần 2 hay hơn phần 1 Nhưng mà về phim mà Thuận cảm thấy hay nhất của Martin Lawrence thì Thuận vẫn thích cái phim Blue Streak Đây là một trong những bộ phim mà khi Thuận mới đến Mỹ xem các bạn cho nên luôn có ấn tượng Nhưng mà cũng cách đây hai mươi mấy năm rồi Điều này nghĩa là gì các bạn? Chúng ta vẫn chưa có biết Thì đương nhiên khi mà Martin Lawrence pin cái video này thì đương nhiên cũng có thiện cảm đối với Cardano nhưng mà có phải Mon Lawrence lưu trữ Cardano hay là không hay là như thế nào chúng ta vẫn chưa có biết rõ. Nhưng mà đương nhiên đây cũng là một cái tin tức uh, sôi động cho cộng đồng Cardano. Và chúng ta hãy nói tới tình hình chung của chứng khoán hôm nay là sao các bạn. Crypto chúng ta cũng đã biết rồi chủ yếu hôm nay chúng ta có cái sự giảm của Bitcoin nhưng mà về all thì cũng không nên nỗi nào. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là về chỉ số Nasdaq đó, thì hôm nay giảm hơn 1% chỉ số S&P 500 hôm nay ra thì điều chỉnh xuống 0.31% và Dow Jones sau thì kết thúc là tăng 0.67%. Pre-market thì bây giờ đó thì đang xanh nhẹ các bạn cho cả ba chỉ số futures. Chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì chúng ta thấy được là bây giờ đã hơn 80 đô các bạn, 81 đồng 58 đô cho một thùng dầu. Về vàng đó thì các bạn thấy được là chúng ta mức là 2.339 đô cho một ounce vàng cũng không thay đổi nhiều các bạn. Nhưng mà về tin tức đó, thì các bạn thấy là hôm nay cổ phiếu Nvidia tiếp tục giảm và đã giảm 13% liên tục 3 ngày và chúng ta thấy được là một phần đó khả năng cao là có nhiều người họ có lời quá nhiều các bạn tại vì từ năm tới bây giờ đó đã có lời là hơn 100% rồi thì việc chốt lời là chuyện bình thường mà thôi không có gì tăng mãi được và chúng ta cũng thấy được là ngay cả những người bên trong của Nvidia như là chúng ta thấy CEO thì cũng bán với một số cổ phần thì cũng hợp lý thôi tại vì họ đã khiến cho công ty có giá trị thì họ cũng phải được đền đáp thì cũng không gì gọi là quá lạ đâu nhưng mà mà các bạn thấy trên màn hình đó, thì trong vòng 3 ngày cổ phiếu Nvidia đã bốc hơi 500 tỷ USD các bạn số tiền này đã còn lớn hơn so với tổng vốn hóa của Ether chỉ có 400 tỷ mà thôi các bạn Ethereum các bạn nhìn thấy ngay bây giờ đó là chỉ 400 đã một tỷ trong khi mà trong vòng 3 ngày trading thôi từ thứ năm tuần rồi tới bây giờ đó thì công ty Nvidia đã mất đi 500 tỷ vốn hóa cho các bạn thấy được là thị trường crypto này đó nhỏ như thế nào đương nhiên chúng ta không thể nào mà so sánh Ethereum với Nvidia được Cái đó không phải là cái ý của thằng ở đây Ý của Thuận ở đây đó là chúng ta so sánh những cái mảng đầu tư Chúng ta nhìn vào mảng đầu tư chứng khoán So với crypto đó thì crypto còn nhỏ như thế nào <laughs> Rất là nhỏ luôn các bạn Và chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ là Janet Yellen Thì các bạn thấy là thông tin hôm nay đó Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đang triển khai một loạt các ý tưởng tài trợ Để mà hỗ trợ nhà phát triển nhà ở bao gồm quỹ 100 triệu đô la cho nhà ở giá rẻ thì hiểu đơn giản đó là họ muốn bơm tiền những công ty mà xây nhà để có thể là những công ty này xây nhà xong rồi bán với giá rẻ hơn thì các bạn có thể thấy được là Fed hiện bây giờ vẫn chưa muốn cắt giảm lãi suất thì chính quyền Biden sẽ tìm cách để giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân khi một cuộc bầu cử ngày càng tới gần. Như là chúng ta nói tới những cái như là giảm nợ sinh viên hay là chúng ta nói tới là những cái như là những ai mà nợ liên quan đến bệnh viện đó thì cái nợ đó sẽ không có được ghi như là nợ xấu ở trong cái lý lịch tín dụng. Và hôm nay chúng ta lại nghe nói tới cái chương trình này thì đây chỉ là những cái chương trình mà không biết triển khai chi tiết như thế nào các bạn nhưng mà tất cả những điều này sẽ dẫn đến chi tiêu nhiều hơn. Bán thêm trái phiếu và kết quả đó là in thêm tiền các bạn. Kết quả cuối cùng cũng giống nhau mà thôi. Có nghĩa là Fed không muốn giảm lãi suất thì chính quyền Biden sẽ làm cách khác các bạn. Nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là sẽ có tiền in ra thêm. Và chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ ngân hàng lớn nhất ở Nhật Bản các bạn. Đây là ngân hàng lớn nhất cho những cái tổ chức mà thôi. Đó chính là ngân hàng nuren Chukin Bank. Lần này là lần đầu tiên thuận nghe tới ngân hàng này. Nhưng mà họ sẽ phải bán tổng cộng là 63 tỷ đô la công trái phiếu Hoa Kỳ và công trái phiếu của châu Âu. Lý do tại sao là tại vì họ mua rất nhiều công trái phiếu lúc mà phần trăm lãi suất thấp các bạn và Fed và ngân hàng trung ương châu Âu đó thì bây giờ mới bắt đầu giảm lãi suất thôi nhưng mà Fed thì vẫn chưa dẫn đến những cái trái phiếu mà họ đang lưu trữ đó lỗ rất là nhiều thì tôi không biết tại sao mà họ lại muốn bán bây giờ tại vì nếu mà họ giữ cho đến khi nào đến hạn thì họ sẽ lấy lại được vốn và lời không lỗi gì hết mà còn lời thì có khả năng là họ cần tiền để mà làm một vấn đề gì đó hay là có người đã rút tiền hàng loạt Chúng ta không rõ nguyên nhân các bạn nhưng mà các bạn thấy là Fed không giảm lãi suất thì không chỉ ảnh hưởng đến những ngân hàng ở trong nước đâu còn ảnh hưởng tới rất nhiều ngân hàng khác mà họ lưu giữ nhiều công trái phiếu Hoa Kỳ. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhìn được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho công đồng một thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm Phía giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng bằng nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.